Sáng ngày 27 tháng 9, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh ô tô 5 chỗ tông hàng loạt phương tiện trên quốc lộ 22 đoạn qua địa bàn xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Lực lượng chức năng sau đó chặn giữ chiếc xe và người bên trong. Theo hình ảnh, ô tô 5 chỗ màu đỏ, biển kiểm sát 51K 61217 liên tục chạy lùi rồi tiến về phía trước và đâm loạn xạ vào hàng loạt xe tải xe khách trên đường. Cuối cùng, ô tô đâm vào giải phân cách cứng giữa đường rồi tài xế đẩy cửa ô tô bỏ chạy. Cùng thời điểm này, nhiều người, trong đó có lực lượng công an áp sát để khống chế những người ngồi bên trong. Qua sang mình, đây là chuyên án của công an huyện Củ Chi trong việc phá đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu từ Tây Ninh lên thành phố Hồ Chí Minh. Vụ tai nạn giao thông trên xảy ra vào khoảng 21 giờ tối ngày 26 tháng 9. Ô tô chở khoảng 600 cây thuốc lá lậu, cố ý đâm va để tàu thoát, làm hư khoảng 3 phương tiện trên quốc lộ 22 tài xế sau đó tung cửa tàu thoát, người đi chung trong ô tô bị tạm giữ. Hiện công an huyện Củ Chi đang đấu tranh lấy lời khai với người đi cùng tài xế này để phục vụ điều tra truy xét. Ngày 27 tháng 9, Công an huyện Chư Pư Giòn Lai cho biết đang điều tra vụ thi thể phụ nữ không còn nguyên vẹn được chôn sơ sài tại một vườn điều thuộc xã Ia Lê. Trước đó, người dân thuộc thôn 6 xã Ia Lê, huyện Chư Pư, Gia Lai phát hiện thi thể phụ nữ bị trôn sơ sài trong một vườn điều nên đã báo lên cơ quan công an. Thi thể này chỉ trôn một phần ở dưới đất, phần còn lại nằm ở phía trên và không còn nguyên vẹn. Qua điều tra nhận dạng, công an xác định đây là thi thể bà Lê Thị V, 60 tuổi, ở thôn 6 xã Ia Lê. Theo một số người dân, thôn 6 xã Ia Lê đã không thấy bà V ở nhà từ nhiều ngày qua. Họ cũng không rõ là bà này đi đâu cho đến chiều ngày 26 tháng 9 khi người dân phát hiện thi thể trên. Bà V sinh sống với người con trai. Nhiều ngày nay, con trai bà V cũng không có mặt tại địa phương. Thời điểm phát hiện, thi thể có dấu hiệu phân hủy. Sáng ngày 27 tháng 9, Công an Gia Lai ra quyết định tìm người đối với Nguyễn Văn Tiến, 18 tuổi, là con của bà V. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ thi thể phụ nữ không còn nguyên vẹn. Chiều ngày 25 tháng 9, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá chuyên án tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tính chất phức tạp, hoạt động lên tỉnh, bắt giữ 8 đối tượng. Đường dây do Đỗ Hoàng Hiệp, tức là Hiệp Máu, sinh năm 1989, thường trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, hiện đang ở tại số nhà 71, Trịnh Khả, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa cầm đầu. Đỗ Hoàng Hiệp là đối tượng hình sự giang hồ cộng cán, đã có một tiền án về tội giết người. Ngoài Đỗ Hoàng Hiệp, công an còn bắt giữ các đối tượng trong đường dây gồm Lê Quang Hoàn, tức Hoàn Gấu, sinh năm 1993, ngụ cốc hạ hai, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa là đối tượng cộng cán, chuyên hoạt động cho vay báo kê đòi nợ. Phạm Bá Đại sinh năm 1994, ngụ thành phố Hà Nội, Phạm Thị Yến sinh năm 1998, ngụ phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa. Nguyễn Thị Lan Hương, tức Hương Mạch, sinh năm 1986, ngụ phường Đông vệ thành phố Thanh Hóa. Nguyễn Hải Long, tức Long Tròn, Long Máy Chém, sinh năm 1969, ngụ quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội là đối tượng hình sự cộng cán đã có 7 tiền án về các tội giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Đặng Mỹ Vân, sinh năm 1995, ngụ thành phố Hà Nội và Nguyễn Anh Duy, sinh năm 1996, ngụ thành phố Hà Nội. Theo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn thành phố Thanh Hóa nổi lên một nhóm đối tượng mua bán tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp hoạt động liên tỉnh nên đã lập phương án đấu tranh xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây này dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Yến đang tàng trữ vận chuyển trái phép chân ma túy, thu giữ tại chỗ 1,882 gam ma túy. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lực lượng công an đã bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng Đỗ Hoàng Hiệp và Nguyễn Hải Long, qua đó đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, nước vui và 75 viên đạn. Quá trình điều tra bước đầu xác định đây là đường dây tàng trữ, mua bán vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức, tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động liên tỉnh với nhiều đối tượng hình sự cộng cán trong đó Đỗ Hoàng Hiệp là đối tượng cầm đầu chỉ đạo Phạm Thị Yến liên hệ móc nối và giao dịch mua bán các loại ma túy tổng hợp như là ketamin, thuốc lắc, nước vui với đối tượng Đặng Mỹ Vân ở Hà Nội, sau đó đưa về Thanh Hóa để tiêu thụ và cung cấp ma túy cho các nhóm đối tượng của Hiệp Máu, Hoàn Gấu để sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 8 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Nửa tháng trước, thôn làng nụ ở Bảo Yên, Lào Cai tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng, những người sống sót chỉ biết chắp tay cầu xin hương hồn khôn thiêng của người đã khuất, chỉ cho nơi thân xác bị vùi lấp. Trong hoàn cảnh đau thương ấy, hàng trăm người lính quân đội công an đã kiên trì tìm kiếm khắp hiện trường đổ nát để đưa thi thể nạn nhân về với gia đình. Họ chia thành nhiều mũi tìm kiếm, lật từng khối gỗ, mảnh sa bần để tìm kiếm thi thể nạn nhân lực lượng chó nghiệp vụ của bộ đội biên phòng được điều đến hiện trường. Nhờ khả năng đánh hơi, những chú chó đã giúp bộ đội phát hiện nhiều vị trí có thi thể. Từ ngày thứ ba trở đi, mùi tử khí bốc lên trở thành nỗi ám ảnh với những người lính. Vì trách nhiệm với đồng bào, họ kiên trì tìm kiếm đến ngày thứ 15. Tổng số thi thể được tìm thấy đến nay là 53 thi thể, còn 11 người vẫn mất tích. Bình Nhất Thảo Mỹ Lình, 20 tuổi, là chiến sĩ trung đoàn 98, sư đoàn 316, bị đinh nhọn xuyên vào chân trong lúc lội bùn tìm kiếm thi thể đồng bào. Cậu được đồng đội sơ cứu và đưa đến bệnh viện. Bên cạnh quân đội không thể không nhắc đến những chiến sĩ công an được tăng cường đến hiện trường để tìm kiếm thi thể nạn nhân. 300 người lính sư đoàn 316, hàng chục chiến sĩ biên phòng kèm chó nghiệp vụ đã bám trụ tại làng nổ suốt nửa tháng. Họ lần tìm từng mét vuông tại hiện trường, đưa được thêm hàng chục thi thể ra khỏi bùn đất. Sau mỗi ca làm việc, những người lính tập trung tại nhà sàn của đồng bào làng nổ để ăn uống nghỉ trưa. Người chủ nhà chạy tới nhắc, các em ra chiếu mà nằm đừng dựa vào mấy bao thóc ngớ lưng lắm, nhưng ba người lính vẫn ngủ ngon lành. Thấy cảnh ăn nghỉ tạm bợ của bộ đội, bà con làng nổ thương đến ứa nước mắt. Bà Hoàng Thị Và là chủ nhà, nói như rục rã. Dưới bãi tức là gầm nhà sàn, chỉ chăn nuôi thôi, có phải là chỗ ăn ngủ đâu, lên trên nhà mà nghỉ ngơi chứ? Những chiến sĩ tuổi 18-20 mệt mỏi sau hàng giờ lợi bùn, ăn trưa xong họ ngả lưng chợp mắt ngay tại gầm nhà sàn. Nhiều người dân làng nổ bật khóc trong ngày tiễn bộ đội trở về đơn vị. Theo đại diện sư đoàn, đều ngậm ngùi nhất với cán bộ chiến sĩ là vẫn còn những thi thể đồng bào chưa được tìm thấy. Quân đội đã rút gần 400 bộ đội, trường trung cấp 24 biên phòng rút 5 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn khỏi hiện trường vụ lũ ống, sạt lở đất xảy ra tại thôn làng nổ tỉnh Lào Cai. Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, trưởng khoa giám biệt nguồn hơi, trường trung cấp 24 biên phòng cho biết, chiều ngày 24 tháng 9, đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn đã rút khỏi hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất lũ ống xảy ra tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Từ ngày 12 tháng 9, đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn của trường trung cấp 24 biên phòng bắt đầu tham gia tìm kiếm tại hiện trường. Ngay trong ngày đầu tiên, chó nghiệp vụ đã tìm kiếm được hai thi thể cũng từ các vị trí do chó nghiệp vụ phát hiện các dấu hiệu khả nghi, lực lượng tìm kiếm đã mở rộng phạm vi đào bới và tìm thêm được 4 thi thể. Cùng ngày, ngày 24 tháng 9, ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên xác nhận, sau khi thống nhất với các đơn vị quân đội tham gia tìm kiếm cứu nạn, quân khu 2 đã rút lực lượng gần 400 bộ đội khỏi hiện trường thôn Làng Nổ. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ lũ ống sạt lở đất ở thôn làng nổ, quân khu 2 đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Quân đội cũng là lực lượng chủ công trong tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thôn làng nổ. Theo thông tin từ Sở Chỉ huy tại hiện trường, sáng ngày 24 tháng 9 đã tìm thấy thêm một thi thể và xác định được danh tính. Bà là Nguyễn Thị Mẫn, người thôn làng nổ, đến nay vẫn còn 11 người mất tích. Cũng theo ông Trần Trọng Thông, công tác tìm kiếm 11 người mất tích sẽ được giao lại cho khoảng 200 người của Ban Chỉ huy quân sự huyện Bảo Yên, dân quân và một số phương tiện máy móc thiết bị tiếp tục tìm kiếm trong 5 ngày nữa. Vụ sạt lở đất lũ ống xảy ra tại thôn Làng Nổ vào ngày 10 tháng 9 đã làm 56 người chết, 11 người mất tích và 14 người bị thương.